Chào các bạn, thì trong thời gian vừa rồi cũng có nhiều bạn hỏi mình về cái lớp kiểm thử API. Thì trong tháng 6 này á, Test Mentor có khai giảng một cái lớp API test mới vào ngày 14 tháng 6. Thì lớp này sẽ học những kiến thức từ căn bản đến nâng cao luôn của cái phần là API test. Đó thì sẽ học tất cả những kiến thức, ví dụ như là API căn bản là như thế nào, những cái lý thuyết, những cái định nghĩa, cũng như là cái cách để mình có thể là đọc hiểu và test được cái API ở góc độ là căn bản cũng như là những cái liên quan đến chức năng. Ngoài ra thì trong khóa này cũng sẽ được học là cách viết cái code để mình verify tự động những cái test case trên tool là Postman. Đó. Và nâng cao hơn là cũng sẽ được học là cái cách đó là mình có thể là triển khai cái API automation trên cái tool là Catalan Studio. Và cũng sẽ được học là cái security cho cái API, cho các bạn nào mà đã có kiến thức về API rồi và mình muốn học nâng cao lên thêm nữa. Đó nên nhìn chung là sẽ học từ căn bản ha, cũng như là những cái phần nâng cao hơn, ví dụ như là automation và security cho những cái API của mình, cho cái dự án của mình. Đó. Thì bạn nào quan tâm thì có thể là liên hệ với Test Mentor thông qua cái fanpage, thì Test Mentor sẽ gửi thêm cái thông tin về lịch học, thời gian cũng như là lộ trình học phí, tất cả những thông tin đó cho các bạn ha. Và các bạn có thể là tham gia cái lớp đó để mà mình trang bị những cái kiến thức đó, đầu tư một số cái kiến thức để chuẩn bị cho một số cái dự án trong tương lai, hoặc là mình sẽ có kiến thức để test những cái test case liên quan đến API nó kỹ hơn, nó chuyên sâu hơn và mình bao quát nhiều khía cạnh hơn, cũng như là bạn nào mà muốn tìm hiểu và triển khai automation test hoặc là security test thì hoàn toàn có thể học được cái lớp này. Rồi, thì cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày 14 tháng 6 trong cái lớp kiểm thử API từ căn bản đến nâng cao nha.